Tại thành phố Lào Cai, tình trạng xây dựng vượt quá diện tích cấp phép, nhất là ở một số tuyến phố đã được quy hoạch làm lối thoát nạn, thoát hiểm, phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy còn diễn ra. Hiện chính quyền các địa phương đang tích cực tuyên truyền, vận động các hộ vi phạm tự nguyện tháo dỡ. Ghi nhận tại phường Bắc Cường. Tại tổ 14 phường Bắc Cường, khu vực hai làn dân cư, đường Trần Thị Lan và Lê Thanh có trên 70 hộ gia đình sinh sống. Sau khi nhận được thông báo từ Ủy ban Nhân dân phường, tổ dân phố đã tuyên truyền đến người dân về việc tháo dỡ phần xây dựng không phép, trả lại không gian cho lối thoát hiểm. Phần lớn các hộ dân tự giác tháo dỡ, tuy nhiên vẫn còn một số hộ chưa tuân thủ. Thì đến nay gần như là cái bước một giải tỏa như này cũng đã đạt được khoảng tầm 80%. Đấy, đa số là các bà con cũng đã đồng thuận cao về cái việc triển khai cái phòng cháy chữa cháy. Thì đến nay thì dân chỉ còn có mỗi một cái đề nghị là giờ bước một như này thì muốn là bước hai làm sao là tạo thành một cái sân, một cái đường ở trong này, hoặc là tạo thành một cái sân chơi ở trong này. Nhưng mà em hy vọng là nếu như mà nhà em đã chấp hành thì em hy vọng là các nhà khác cũng nên chấp hành để cho nó đẹp, cho nó đều đúng, đủ và mọi người không phải bị tị nhau, cho nó công bằng. Tuy nhiên, tại hai đầu lối thoát nạn của khu vực này, đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho hai doanh nghiệp, gây lo lắng cho người dân nếu không may xảy ra hỏa hoạn. Thì chúng tôi được biết là đã cấp bìa đỏ cho doanh nghiệp, cái đất này là đất 50 năm. Nhưng trong quá trình sử dụng bây giờ như thế là cũng đã lại cũng có bìa đỏ cấp chồng chéo, tức là hai cái đầu bây giờ gần như là bịt kín. Nên là chúng dân ở đây chúng tôi là cũng cho cả họp lên phường rồi cho đến của thành phố, chúng tôi vẫn kiến nghị là phải có một lối để thoát ra ngoài. Chúng tôi đã kiểm tra thì đối với hai cái bìa này thì cũng một bìa là cấp 2004 và một bìa cấp năm 2014. Thì về vị trí cấp bìa cái này thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục để tìm hiểu và cũng sẽ có những cái báo cáo với lại Ủy ban dân thành phố và các phòng ban liên quan, trên tinh thần là sẽ có được một cái tuyến đường rộng khoảng tầm tối thiểu là 3 mét để đi vào. Hiện Ủy ban Nhân dân phường Bắc Cường đã vận động được 212 trên tổng số 316 hộ tại 19 tổ dân phố vi phạm đã tự tháo dỡ. Địa phương đang tiếp tục vận động các hộ còn lại tự tháo dỡ công trình vi phạm, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những hộ cố tình không chấp hành, đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn.